chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 5 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động từ Trường Sa. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng trong bối cảnh giá vàng có thể tiếp tục giảm. Ban nhạc huyền thoại Áp Ba được trao huân chương Hoàng gia Thụy Điển. Djokovic rút lui vì chấn thương, giải pháp mở rộng sẽ có nhà vô địch mới. Thưa quý vị, sau 2 ngày nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Chắp Phung thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Vụ cháy xảy ra ngày 3 tháng 6 tại hai khu vực rừng trồng Bạch Đàn do người dân và công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng Quy Nhơn quản lý. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện thiết bị tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi dốc cao khó tiếp cận nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến gần trưa hôm qua, đám cháy mới được khống chế. Sau đó, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục túc trực đề phòng khả năng đám cháy bùng phát trở lại. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bệnh viện Quân y 175 vừa cho biết, tổ cấp cứu đường không cùng kiếp trực thăng của binh đoàn 18 đã cấp cứu kịp thời cho một ngư dân bị tai nạn lao động, đứt rời một phần cánh tay. Ngư dân này gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên ngư trường quần đảo Trường Sa, khiến anh bị đa chấn thương, đứt rời 1/3 cánh tay phải, chấn thương ngực và phần mềm hàm mặt. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh xá đảo Sông Tử Tây. Sau đó, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã lên đường đón bệnh nhân về đất liền. Trong quá trình di chuyển, chấn thương ngực phải của bệnh nhân có thể diễn tiến tràn khí màng phổi áp lực dẫn đến suy hô hấp. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tích cực của tổ quân y đã kịp thời đưa bệnh nhân về đất liền an toàn. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện. Với mục tiêu hạ chênh lệch giá với thế giới, Ngân hàng Nhà nước cho biết giá bán vàng miếng có thể còn giảm tiếp và khuyến cáo nên thận trọng khi mua lúc này. Vàng miếng được các ngân hàng và SJC bán ra thị trường ngày 4 tháng 6 đã giảm tiếp 1 triệu đồng so với một ngày trước đó. Tính chung 7 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 11 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo về đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, thành phố giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC tập trung huy động năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước với khối lượng lớn để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, SJC tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện liên tục. Sau 23 tháng xuất siêu liên tục, Việt Nam đã nhập siêu trở lại vào tháng 5 ở mức 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước tính đạt 32,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng tốc nhanh hơn đến 29,9% so với cùng kỳ, ước đạt 33,81 tỷ đô la. Kết quả, Việt Nam lần đầu có tháng nhập siêu kể từ tháng 5 năm 2022. Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu do nhập khẩu thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng mạnh là chỉ báo cho thấy sản xuất công nghiệp sẽ phục hồi tích cực hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, tiêu thụ trong nước cũng khả quan hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng qua ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Du lịch hè vốn là mùa cao điểm thu hút khách. Tuy nhiên, năm nay giá vé máy bay nội địa tăng cao, tour quốc tế nhiều sự lựa chọn. Liệu có quá ảnh hưởng đến lượng khách tại các điểm đến trong nước? Ghi nhận tại thành phố du lịch Đà Nẵng. Số liệu từ một đơn vị lữ hành cho thấy tính tới hiện tại, lượng khách đặt tour đến Đà Nẵng trong dịp hè này chỉ bằng khoảng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé máy bay nội địa hiện tại rất là cao. Ngoài ra thì có thể là cái nhu cầu đến với Đà Nẵng đã bị bão hòa. Việc xúc tiến thị trường gần là điều đã và đang được thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh. Rồi triển khai trong cộng đồng là chúng tôi có hàng loạt các cái gói sản phẩm kích cầu cho các thị trường gần, thị trường đi bằng xe cá nhân, xe gia đình, thị trường đi bằng các phương tiện giao thông khác như là đi tàu hỏa, đi bằng xe du lịch. Thì các thị trường này hiện nay đang tăng trưởng khá ấn tượng và hy vọng là bù đắp được cái sự suy giảm một phần từ phía hàng không. Bên cạnh đó là nỗ lực làm mới mình để thu hút khách. Cùng với điểm nhấn là lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng sẽ có hơn 40 sự kiện lễ hội đồng hành độc đáo. Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng hè 2024, khách quốc tế sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng và khách nội nỗ lực để duy trì tương đương.
Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự, tiếp tục tìm kiếm ba bé gái bị đuối nước khi tắm sông ở Bình Dương. Cháy nhà dân tại Đồng Nai, nhiều tài sản bị thiêu rụi vào chiều tối qua. Chiều 4 tháng 6, Công an quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc xảy ra trưa cùng ngày trên đường Thái Văn Lung, một người đàn ông nước ngoài 36 tuổi sau khi giằng co với nghi phạm đã bị đâm gục và tử vong sau đó tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong chiều tối qua, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương nỗ lực tìm kiếm ba bé gái mất tích nghi bị đuối nước khi đi tắm sông tại bến đò Bù Cạp, thành phố Bến Cát. Trước đó, vào trưa cùng ngày, một nhóm 7 em nhỏ ra tắm sông. Do bơi ra xa, nước chảy xiết, ba em gái bị nước cuốn mất tích, còn 4 em trai bơi được vào bờ. Cả ba nạn nhân đều 14 tuổi. Đến nay, lực lượng mới tìm thấy thi thể một nạn nhân. Thưa quý vị, liên quan vụ ba người trong một gia đình tử vong, Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu dẫn tới thảm kịch này. Như 60 giây đã thông tin, ngày 4 tháng 6, người nhà phát hiện ông Nguyễn Trường Xuân, sinh năm 1938, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chết trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1985, là con gái ông Xuân, và cháu Hắc, sinh năm 2019, con trai chị Hương, ở sông phía trước cửa nhà. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do Nguyễn Thị Hương gây ra. Trước khi xảy ra sự việc, Hương đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, cầm dao đe dọa bố mẹ. Vụ án được Công an tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo, điều tra, làm rõ. Chiều tối qua, một nhà dân ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra cháy lớn, vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, người dân phát hiện cháy từ tầng 1 của căn nhà trong hẻm ở khu phố 4, phường Tân Biên. Lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Người dân xung quanh hô hoán dập lửa, đồng thời trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an thành phố Biên Hòa nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Làm giả 27 sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, giám đốc một công ty bất động sản phải lãnh 21 năm tù. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tuyên án với Lê Trọng Điều, 38 tuổi, vào chiều 4 tháng 6. Cụ thể, tòa tuyên phạt Lê Trọng Điều 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và 4 năm tù tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, Điều là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HD Group Việt, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Khoảng tháng 9 năm 2020, Điều làm giả 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, y dùng số giấy tờ giả để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thế chấp với 11 người cùng có địa chỉ tại thị xã Chân Thành, chiếm đoạt tổng số tiền là 8,5 tỷ đồng. Còn 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác của Điều chưa kịp sử dụng thì bị người dân phát hiện, giao nộp công an. Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Công an thành phố Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hoàng Anh, 31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng kiểm tra nhà trọ do Phan Hoàng Anh thuê tại phường 9 thành phố Trà Vinh, phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, hàng chục viên đạn, vỏ đạn và một số đồ vật dùng để sử dụng ma túy. Phan Hoàng Anh khai nhận đã mua số ma túy này của một người phụ nữ không rõ lai lịch với giá 500.000 đồng mang về phòng trọ sử dụng. Còn số đạn dược là của một đối tượng trong nhóm tên Huỳnh Hữu Nghĩa nhờ Hoàng Anh cất giùm. Nghĩa sau đó đã tự nguyện giao nộp một khẩu súng màu đen bằng kim loại và khai nhận mua trên mạng với giá 25 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Còn tại Thanh Hóa, đường dây cá độ đá banh trên không gian mạng quy mô lớn do Vũ Đình Hiếu, 34 tuổi, cầm đầu vừa bị công an triệt phá. Lực lượng đã bắt giữ 12 nghi phạm, thu giữ nhiều tài liệu tang vật có liên quan. Theo điều tra, từ tháng 2 năm 2024,
Vũ Đình Hiếu cùng đồng bọn là Nguyễn Hữu Tùng và Nguyễn Việt Anh tạo một tài khoản đánh bạc trên mạng. Nguyễn Việt Anh trực tiếp quản lý, cắt thành các tài khoản nhỏ rồi cung cấp cho các con bạc với hạn mức từ 150 đến 2.000 đô, mỗi đô tương đương với 100.000 đồng để sử dụng đánh bạc. Hàng ngày, Việt Anh có trách nhiệm thanh toán tổng hợp thắng thua và báo cho Hiếu. Bằng thủ đoạn trên, đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã thu hút nhiều đối tượng tham gia cá độ ở nhiều giải bóng đá trên thế giới. Đa số các con bạc cá độ từ 10 triệu đến 50 triệu đồng một trận, thậm chí có người còn cược gần 100 triệu đồng một trận. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra. Trong phần tin quốc tế 60 giây sáng nay, TikTok gây lo ngại về vấn đề kiểm duyệt thông tin trước thêm bầu cử nghị viện châu Âu. Nông dân Bungary tổ chức lễ hội hoa hồng, đánh dấu kết thúc mùa thu hoạch hoa năm nay. Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của công ty ByteDance Trung Quốc đã phê duyệt đăng tải các đoạn quảng cáo chứa nội dung sai lệch về một số vấn đề chính trị trước thêm cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra. Đây là nhận định được tổ chức Global Witness đưa ra hôm 4 tháng 6. Global Witness hồi tháng 5 đã tạo các tài khoản giả để tìm cách đăng 16 đoạn quảng cáo chứa đựng thông tin sai lệch về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới. Nội dung là cảnh báo giả về nguy cơ xảy ra bạo lực và bệnh lây nhiễm tại địa điểm bỏ phiếu để cử tri không đi bầu. Các quảng cáo được đưa lên 3 nền tảng mạng xã hội TikTok, YouTube và X. Kết quả cho thấy TikTok đã phê duyệt đăng tất cả 16 nội dung trên, YouTube đăng 14, trong khi X đã lọc toàn bộ 16 nội dung và đình chỉ các tài khoản giả mạo trên. Trong báo cáo của mình, Global Witness cho rằng TikTok đã thất bại trong cuộc thử nghiệm này. Về phần mình, TikTok cho biết những nội dung giả mạo được phê duyệt là do lỗi con người. Người phát ngôn của TikTok khẳng định sẽ nhanh chóng thiết lập quá trình phê duyệt mới nhằm ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự. Từ năm 2025, các doanh nghiệp tại châu Âu sẽ phải chứng minh rằng các sản phẩm bán trên thị trường EU của họ không liên quan đến nạn phá rừng. Quy định này sẽ có thể tác động tích cực đến thị trường vỏ xe đạp vốn sử dụng cao su trong sản xuất, đồng thời khuyến khích nhiều lựa chọn thay thế ra đời. Quy định của châu Âu về việc nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến nạn phá rừng và suy thoái rừng được áp dụng cho bất kỳ nhà khai thác hoặc thương nhân nào muốn đưa các sản phẩm cơ bản như dầu cọ, cà phê, cacao hoặc cao su vào thị trường châu Âu. Hiện nay, một số công ty đã cam kết phát triển và sản xuất vỏ xe bền vững bằng cách sử dụng cao su tái chế từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có hãng Schwam Đức và Retire Naui. Về các lựa chọn thay thế, đã có một số loại cao su tổng hợp có khả năng chống mài mòn tốt, cũng như các vật liệu thay thế như graphene hoặc dựa trên sợi tự nhiên như lan và gai dầu. Gần đây, một loại vỏ xe làm từ hợp kim mới, thậm chí còn được giới thiệu ở Mỹ là đàn hồi như cao su và bền như titan. Tuy nhiên, những lựa chọn thay thế này vẫn còn đắt đỏ và đôi khi hiệu suất của chúng chưa bằng cao su truyền thống. Do vậy, việc áp dụng quy định của EU có thể khuyến khích thúc đẩy các giải pháp thay thế khả thi và cạnh tranh hơn. Những sợi tóc của con người sau khi cắt bỏ hoặc rụng đi có thể được tái sử dụng để hút vết dầu tràn trong nước. Đây là ý tưởng của một nhóm hoạt động môi trường tại Chile. Nhóm thực hiện dự án PetroPillow thuộc tổ chức phi lợi nhuận sinh thái quốc tế Matter of Trust MOT. Họ sử dụng các thiết bị dạng ống hay phao quay làm bằng lưới chứa đầy tóc để hút và quay dầu trong hồ, suối, bờ biển và các tuyến đường thủy khác. Họ còn dệt tóc thành những tấm thảm có thể dùng để làm sạch dầu, kim loại nặng và thậm chí cả vi khuẩn trong nước. Tổng giám đốc của MOT Chile cho biết 1kg tóc có thể làm sạch trung bình 5 lít hydrocarbon, đôi khi có thể tới 9 lít. Tại thị trấn Laguna Verde, nhóm đã đặt 4 phao và 1 thảm tóc vào dòng nước đổ ra biển từ một nhà máy. Sau khoảng 1 tháng, các thiết bị này đã thu được 15kg chất gây ô nhiễm. Một dự án tương tự của nhóm có tên là Acropelo đã dệt tóc thành thảm, dùng để giữ độ ẩm trong đất và tiết kiệm một phần nước tưới. Họa tiết Caro lấy cảm hứng từ văn hóa Scotland, phong cách Tudor của Anh với vẻ sang trọng và mạnh mẽ. Đó là những điểm nhấn của bộ sưu tập mới nhất đến từ nhà bút pháp Christian Dior. Buổi trình diễn lấy bối cảnh trong khu vườn xinh đẹp như tranh vẽ tại lâu đài Drummond ở Scotland. Trong bộ sưu tập này, nhà thiết kế Maria Grazia Chiuri đã kết hợp phong cách punk với những nét văn hóa đặc trưng của Scotland. Người mẫu của Dior nổi bật trong những chiếc đầm kẻ sọc tartan bất đối xứng, áo khoác ngắn, thắt lưng hay áo choàng dài với điểm nhấn bằng ren hoặc nhung,
đi kèm với phụ kiện như bốt chunky cùng găng tay dài màu đen và vòng cổ choker ngọc trai. Tất cả tạo nên vẻ nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn đầy quyền lực, gợi nhớ đến phong cách Tudor cổ điển. Một trong những nguồn cảm hứng của nhà thiết kế Jewelry trong bộ sưu tập lần này chính là nữ hoàng của Scotland, nổi tiếng trong lịch sử nước Anh. Buổi trình diễn còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lawrence và Anna Taylor-Joy. Nhóm nhạc huyền thoại ABBA vừa vinh dự được nhà vua Thụy Điển trao huân chương hoàng gia Vasa. Đây là lần đầu tiên trong vòng 50 năm vinh dự này được trao cho một nhóm công dân Thụy Điển. Buổi lễ trao huân chương được tổ chức trang trọng tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Stockholm với sự tham dự của đầy đủ các thành viên của nhóm nhạc. Họ rất hiếm hoi xuất hiện trước công chúng cùng nhau kể từ khi nhóm nhạc tan rã. Nhóm ABBA được vinh danh với những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc Thụy Điển và quốc tế. Huân chương Hoàng gia Vasa là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận nỗ lực của những cá nhân đối với đất nước Thụy Điển hoặc vì lợi ích của Thụy Điển. Vasa đã tạm ngừng được trao cho công dân Thụy Điển kể từ năm 1975, tuy nhiên sau đó khôi phục lại vào năm 2022. Cùng với ABBA, buổi lễ năm nay còn vinh danh nhiều công dân Thụy Điển khác, trong đó có hai người đoạt giải Nobel, bao gồm nhà di truyền học Svante Paabo và nhà vật lý học Anna Lilje. Hoa hồng được xem là biểu tượng của đất nước Bulgaria và để đánh dấu kết thúc mùa thu hoạch hoa để lấy tinh dầu, người dân Bulgaria lại tổ chức lễ hội hoa hồng đầy sôi động và màu sắc. Sự kiện bắt đầu vào buổi sáng với nghi thức hái những cánh hồng để làm vòng hoa truyền thống. Sau đó, người dân sẽ đổ xuống đường phố để nhảy múa bên những chiếc giỏ chứa đầy cánh hoa hồng để tôn vinh loài hoa này. Thậm chí họ còn chuẩn bị những bồn nước tắm đầy hoa hồng cho khách du lịch ngay trên vỉa hè. Năm nay là kỷ niệm 121 năm lễ hội hoa hồng. Năm nay sẽ có lễ kỷ niệm đặc biệt vì mùa màng bội thu gấp đôi năm ngoái. Chúng tôi có rất nhiều du khách đến dự lễ hội từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, khắp châu Âu và Mỹ. Thung lũng hoa hồng tại thị trấn Kazanlak của Bulgaria là một trong những khu vực sản xuất tinh dầu hoa hồng lớn nhất thế giới. Nghề trồng hoa hồng đã tồn tại ở thung lũng này từ đầu thế kỷ 18. Trong phần thể thao và cập nhật cuối chương trình, đương kim vô địch châu Âu nhạt nhòa trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. Và tay vợt số 1 thế giới Swiatek giành vé vào bán kết giải Pháp mở rộng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.